thu chi, đóng góp đầu năm học là vấn đề nóng được cả xã hội quan tâm trong những ngày đầu năm học mới. Nhiều nhà trường trên cả nước đã lạm dụng thu góp quá mức gây bất bình trong dư luận. Để tăng cường quản lý, Ủy ban nhân dân huyện Phù Cử đã chỉ đạo ngành giáo dục tăng cường kiểm tra, rà soát các khoản thu góp đầu năm tại các nhà trường trên địa bàn huyện. Đây là buổi kiểm tra đột xuất của các cán bộ phòng giáo dục, đào tạo và phòng tài chính huyện Phù Cử liên quan tới các khoản thu chi đầu năm học tại trường Trung học cơ sở Minh Tiến. Trước đó, trên vài trang mạng xã hội đã phản ánh vấn đề học thêm bất thường của giáo viên chủ nhiệm của trường. Tuy nhiên, tại buổi kiểm tra, nhà trường đã cơ bản tuân thủ đúng quy trình thu góp đầu năm, minh bạch công khai các khoản thu và cơ bản có được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh tại biên bản họp phụ huynh. Trung bình mức thu của một học sinh trong trường là 610.000 đồng. Vào đầu năm học thì nhà trường đã xây dựng dự toán kế hoạch chi thu và từ đó thì đưa ra các khoản thu góp triển khai họp chi bộ, họp hội đồng trường. Thế sau đó thì nhà trường sẽ triển khai họp cha mẹ học sinh toàn trường thông qua các khoản thu góp đấy để xin ý kiến, lấy ý kiến thống nhất với cha mẹ học sinh. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã hướng dẫn, chỉ đạo các nhà trường làm đúng quy trình thu các khoản thỏa thuận, phải tuân thủ các bước, xây dựng, thống nhất, lấy ý kiến về dự toán thu chi, báo cáo địa phương thông qua dự toán thu chi. Tất cả các khâu phải đảm bảo công khai, minh bạch. Ngoài ra, ban đại diện cha mẹ học sinh cũng tham gia trong quá trình thu chi, đặc biệt công tác xã hội hóa trong nhà trường. Huyện cũng yêu cầu các trường sử dụng tài khoản ngân hàng, không dùng tiền mặt khi thu đóng góp để tránh những trường hợp không minh bạch. Chúng tôi thì cũng thực hiện thu chi các khoản được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân huyện, gồm có các khoản bảo hiểm, nước và vệ sinh. Nếu có phát hiện ra những cái vấn đề gì đó mà không hợp lý, không thỏa đáng thì có đề nghị các nhà trường thực hiện lại cho đúng, thậm chí là có đề nghị thoái thu các khoản thu nếu như nó chưa thực sự là phù hợp. Tuy nhiên cũng có những cuộc gọi điện phản ánh và thắc mắc thì cơ bản góc độ chuyên môn thì phòng giáo dục đào tạo cũng đã giải thích và cũng đề nghị nhà trường khắc phục ngay rồi. Thời gian tới, huyện Phù Cử tiếp tục chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Phòng Tài chính huyện đi kiểm tra đột xuất các trường trên địa bàn huyện. Huyện cũng lập các đường dây nóng để tiếp nhận những phản ánh của phụ huynh học sinh khi có dấu hiệu bất thường.